các bạn là tạo ong chúa là nhanh như chớp. Trong vòng một ngày là chúng ta sản xuất ra 1.000 con chúa. Đầu tiên chúng ta phải có quản chúa. Quản chúa ta ngâm vào nước lạnh, bắt nước lạnh. Và sáp tai mèo ta nấu cách thủy. Giờ tôi bắt đầu làm chén sáp ngũ chúa. Đầu tiên ngâm quản chúa. Quản chúa xong bắt đầu ta cắm xuống, ngâm nước lạnh, ta vẩy sạch đi. Lượt thứ hai ta lại ngâm tiếp. Lượt thứ ba ta lại ngâm. Lượt thứ dư tư nhé. Đây này. Ta làm 3 nấc. 1, 2, 3. Xong ta gắn vào mũ chúa nhá. Gắn đây. Đang làm cái YouTube vậy. Các bác không cảm thấy. Bác cứ ngồi uống nước. Đầu tiên ta phải cắm ngập này. Nhúng nước này. Đợt đầu tiên này. Đợt đầu tiên nhá. Trên này là dày này, đế này là mỏng này. Lượt thứ hai ta cho xuống dưới này nhá, tầm này. Đây là lượt thứ hai. Lượt thứ hai nó sẽ mỏng hơn. Và lượt thứ ba ta lại cho tụt xuống. Cứ mỗi đợt ta tuột xuống, xong ta cầm ta xoay đi. Xoay thế này. Xong ta chấm vào. Gắn vào thang chúa. Còn cái thừa này bóc ra nha. Mà ai mà làm đế tre thì chúng ta cắt ra khoảng tầm 1.5 đến 2 phân. Nhúng ngập này. Lần thứ hai là mỏng hơn này. Đấy, mỏng nha. Lần thứ ba là đế này dày này, mép trên này mỏng này. Xong là đế tre đây ta gắn vào. Đấy, các bác được làm đế tre thế này. Đế tre này ta gắn vào cái mặt sàn. Các bác chú ý nhớ gắn thẳng thế này nhé. Gắn thẳng thế này. Đấy, gắn thẳng thế này. Đừng cho cái tre chéo hai đầu này ra này. Thế này là ông thợ nó đi lại nó khó. Đấy, về gắn đế tre. Tôi làm sẵn rồi là giờ tôi chỉ việc có gắn vào đây thôi. Đường kính của ông nội phía bắc là 7,5 đến 8 ly. Mà ông nội phía nam là 6,5 đến 7 ly. Rồi cứ thế làm xong 3 cái thang này nó phải mất 30 phút. Nhanh đấy. Đàn nuôi dưỡng thì chúng ta chọn đàn ong chúa già. Trước khi ví dụ đàn 3-4 cầu chúng ta rũ đi, chúng ta để 2 và bắt chúa trước khoảng 2-4 giờ sau khi ta thả cầu chúa vào. Và trước khi ta thả cầu chúa vào ta sẽ tách cái này ra. Chỉ để lại 2 cầu nhé. 3-4 cầu ta để lại 2 cầu. Tách 2 cầu trước 3-5 giờ ta sẽ tách 2 cầu này ra cho ong non tụ tập vào đây. Đấy. Và chú ý hai cái cầu nuôi dưỡng chúa này là phải hai cầu nhộng vít nắp. Và ta sẽ dùng cái thìa và ta sẽ lấy một ít mật vít nắp ở cái đàn nuôi dưỡng này để ta chấm vào chén sáp mũ chúa.
ta làm cái này người ta gọi là di ước, chúng ta chỉ cần thế này thôi. Khi ta đã lấy mật về rồi thì công tác chúng ta chuẩn bị chấm mật vào chén sáp mũ chúa. Chúng ta dùng hai cây cỏ chúng ta ngăn này để khêu trùng chúng ta dễ nhớ này, dễ quen này. Đấy, và chuẩn bị một cái lông gà. Vì cái lỗ tổ của ông nội nó bé, nó có 4,6 mm. Mà nó sâu đấy, chúng ta phải nhỏ vất quanh là lông gà đầu đầu trên này. Đầu trên này chúng ta đánh cong ra như cái lưỡi câu để ta khêu ấu trùng. Mà chọn cái cầu ấu trùng cái đàn mẹ nhá. Đàn mẹ chúng ta chọn cái bánh tổ nó già già đi đen đen đấy, nó kéo đen đen đấy thì cái đế lên đáy lỗ tổ nó cứng thì ta sẽ khêu nó dễ. Đấy, công tác chuẩn bị như thế. Giờ tôi sẽ chấm mật này. Chúng ta chấm một giọt mật nhỏ vào đây này, nhỏ thôi nhá. Và tôi sẽ bạt đi ba cái mũ xong chốc nữa khêu cho nó dễ, cho mọi người dễ nhìn. Bạt thấp thế này đây. Về mùa nóng đấy thì chúng ta làm cho nó khoảng cách nó rộng ra như thế này. À, về mùa đông thì chúng ta làm dày vào giữa. Dây vào giữa nhé. Đây là giọt mật cực nhỏ này. Chúng ta cho vào đây. Cho hết một lượt. Công tác cái này ta cho rồi. Cái này nữa. Chúng ta cho hết một lượt nhé. Đấy. Tôi bạt cái này đi, chúc nó còn khêu trùng vào nó dễ nhìn hơn. Quan trọng là cái cách khêu trùng. Tôi đánh. Giờ tôi nói về cái cách khêu trùng này. Chúng ta nhìn vào lỗ tổ. Đây là trứng này. Trứng này mới đẻ nó gách lên này. Trứng đây này. Thì chúng ta chọn cái bánh tổ nó 3-4 đời ông thợ đấy, nó ấy. Nhớ không được lấy hai ở cái góc này nhá. Đây là lỗ ông đực này. Chúng ta nhớ rằng đây là lỗ ông thợ, mà đây là lỗ ông đực. Chúng ta tránh cái lỗ ông đực ra nhá. Đấy, hai bên góc này, con này con ấu trùng này. Đấy, ấu trùng này nó phải ngày rưỡi tuổi rồi. Đấy, thế giờ tôi sẽ cắt đi để giới thiệu cho nó dễ. Trứng ong thợ đẻ là nó sẽ như thế này, nó cái trứng này mới đẻ này. Chúng ta so con trứng này với con ấu trùng này đấy là ngang nhau. Đấy. Đây con nữa này. Con này là chắc mới nở 3-4 tiếng này. Di chúa này người ta gọi là di gớt nhé. Đây con này cực bé này. Đấy, chúng ta nhìn trứng trong suốt. Bây giờ tôi khêu này. Chúng ta đã chấm mật một lượt rồi. Đây là cái lấy mật nha. Mật này. Giờ tôi sẽ giới thiệu về cái cách khêu này.
khêu thì chúng ta đã so sánh là đây là quả trứng này. Đây là quả trứng này ông thợ này. Và đây là con ấu trùng này. Ấu trùng này 1 ngày tuổi nha, chúng ta phải phân biệt thật tốt ra đấy. Đây quả trứng này. Mấy lại con ấu trùng này. Chúng ta như con ấu trùng này chúng ta sẽ lừa vào cái lưng của nó này. Chúng ta sẽ cho cái lông gà vào. Chúng ta móc lên. Móc được càng nhiều sữa ong thợ càng tốt. Như con này là nó rơi đấy. Con này nó rơi ra. Con nào rơi ra là ta bỏ. Là ta bỏ luôn. Đây con này nha. Con này so với quả trứng là 1 ngày tuổi đấy. Chúng ta cái này móc vào phía lưng nhé. Đấy, bật ra rồi. Khêu trình diễn là rất là khó đấy. Còn bình thường là tôi khêu dàn chúa này nó chỉ được khoảng 10 đến 15 phút. Đây con ấu trùng này này. Ta lừa vào cái này này. Chúng ta móc lên này. Chưa được rồi. Đấy, móc con ấu trùng này lên. Móc con ấu trùng này lên, chúng ta mang ra chén sáp mũ chúa chúng ta để. Đây, đấy. Chúng ta đặt vào giọt mật, chúng ta nghiêng cái lông gà này cái là con ấu trùng đã nằm trong chén sáp mũ chúa. Đấy, con ấu trùng đã làm trong mũ chúa. Chúng ta lại tiếp tục khêu. Khêu bao giờ xong thì thôi. Đây con ấu trùng nha. Chúng ta cho lông gà vào, chúng ta móc lên này. Lấy được càng nhiều sữa ong chợ càng tốt nha. Chúng ta khiêng ra chén sáp mũ chúa chúng ta để. Đây cái giọt mật. Giọt mật đây nha. Này. Đấy, chúng ta nghiêng đi một tí. Nghiêng này. Trong cái lông gà của tôi nghiêng đi một tí này. Đấy, là được. Đấy. Chúng ta chỉ cần mật thôi nhá. Chúng ta đừng lấy cho sữa chúa vào là có khi lợi gấp bậc hại đấy. Theo tiến sĩ Phùng Hữu Chính là di đơn di kép đều như nhau, mà di kép mà sau di đơn 48 thì mũ chúa lại càng kém. Đây tôi khêu con này này. Cái con nào mà nó dễ nhìn, dễ quay video đấy thì nó chuẩn hơn. Vâng, tôi lấy tạm con này thôi nha. Vì cái khu này nó không có con nào nó dễ hơn. Đấy, chúng ta cứ lấy con ấu trùng nó to gấp đôi quả trứng này là đẹp nhất này. Đấy. Đấy, con này nó dễ khêu, dễ nhìn. Chúng ta lừa cái lông gà này vào phía lưng này. Cho càng được nhiều sữa ong thợ càng tốt nha. Vì con ấu trùng này đang ăn. Không được rồi. Tôi khêu tạm con bên này vậy. Đây chúng ta lừa vào lưng ấu trùng, chúng ta móc lên nha. Đó. Chúng ta khiêng ra chén sáp mũ chúa chúng ta để. Đây. Và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình sẽ trình Bộ Xây dựng phê duyệt và tiến trình các bước tiếp theo.
Đây này. Chúng ta đặt vào, chúng ta nghiêng cái lông gà đi tí là để múc làm sao đừng để tổn thương ấu trùng này là ong tiếp thu kém. Như thế là chúng ta cứ di hết một lượt thế này. Di hết một lượt. Di hết một lượt thế này. Mà ai làm nhanh thì nó cỡ khoảng từ tầm 10 đến 20 15 phút đấy. Nhanh đấy. Sau chúng ta xoay xuống thế này. Và chúng ta mang ra đàn nuôi dưỡng chúng ta để. Chúng ta thả. Về mùa hè chọn là cái lúc thời tiết nó mát. Về mùa đông thì thời tiết ấm. Và chúng ta làm cầu chúa ba thang ấy thì chúng ta sẽ làm cái cầu này bé hơn bằng 2/3, chỉ cần 2 phân thôi. Xong là chúng ta sẽ choan đến khi mũ chúa vít nắp. Sau 2 ngày chúng ta sẽ nhấc hai cái cầu ong này lên, phá hết mũ chúa cấp tạo. Và hôm nay mà chúng ta thả cầu chúa vào, sau 24 giờ chúng ta nhấc lên, nếu mà nó cảm thấy ít quá thì ta lại di tiếp thêm vào, là kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai mà nó được ít quá nữa thì ta phá bỏ cái cầu chúa này đi nhá, phá bỏ cái cầu chúa này hẳn, phá hẳn đi, ta lại làm lại một cái cầu chúa như mới, xong rồi ta lại di trùng vào, xong ta lại thả. Đấy, sau 10 ngày, 9 đến 10 ngày là chúng ta dùng mũ chúa đi sử dụng. Mà 11 ngày có khi là mũ chúa sẽ nở, là 9 đến 10 ngày là chúng ta phải mang đi nở, là đi sử dụng ngay nhé. Đấy. Mời các bạn đón những cái video tiếp theo của kênh nuôi ong nội vlog của Nguyễn Viết nhé, Nguyễn Văn Viết. Thôi xin chào và hẹn gặp lại sau.